Chào mừng năm cho anh em đã quay trở lại với Cá Heo nè. Vì mình là Cá Heo. Ok, hôm nay thì Cá Heo sẽ mang tới cho mọi người một đội hình tiếp tục lại là hạng nhất. Và các cái tướng xoay quanh carry của cái đội hình này đó chính là Vladimir nha mọi người. Thì hiện tại Vladimir cũng đang được buff nha các bạn. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy, cái bảng chỉ số của Vladimir đã được điều chỉnh. Nói chung là nó cũng khá là khỏe. Cho nên là Vladimir trong Thượng Long và Vladimir trong cả đội hình Pháp Sư thì cả hai đội hình này đều đang rất là khỏe ở cái meta hiện tại. Và trong cái trận đấu ngày hôm nay, cái heo sẽ biến Vladimir thành tăng nha mọi người. Bởi vì cái chỉ số giáp kháng phép tăng, nè máu tăng và hồi máu cũng tăng luôn của Vladimir. Cho nên cái heo sẽ biến Vladimir thành carry là tăng chính. Tiếp đó là một cái con tướng chủ đạo trong cái đội hình Pháp Sư Luyện Rồng ngày hôm nay, đó chính là con Rizzo nha mọi người. Chúng ta sẽ dồn đồ cho cả Rizzo. Như vậy thì với cái đội hình này là một cái đội hình siêu căn bản luôn các bạn. Ai cũng có thể leo được và những cái vị tướng cũng không có quá khó. Và chỉ cần đòi hỏi cái nhân phẩm của mình có rơi trúng cái tướng đó. Ví dụ như Rizzo, cái heo đã rơi ở đầu trận và cái heo cũng đã triển khai được cái đội hình Pháp Sư ở những cái như các bạn thấy thì ở những cái round đấu đầu tiên thì cũng đã có Pháp Sư và có được cái trang bị cũng khá là ngon. Và các bạn lưu ý ở cái đội hình này đó chính là ngoài cái việc trang bị thì chúng ta còn phải ưu tiên tăng level để mà chúng ta có thể bỏ thêm được các slot Pháp Sư vào để chúng ta có thể kích hoạt được Pháp Sư. Đồng thời có thêm luyện rồng nha mọi người, là trainer đó, để chúng ta có thể có thêm được cái phần chống chịu. Ở những cái trận đầu thì đội hình Pháp Sư khá là yếu, cho nên chúng ta cứ kiên trì thì quả ngọt nó sẽ đến với cái đội hình này nếu như mà mình đã nắm chắc được phần thắng và nắm được là những cái đội hình khác nó dùng cái đội hình gì, tướng nào thì mình sẽ cho những cái trang bị phù hợp để tăng thêm lượng đam cũng như là sát thương. Và cái vị trí sắp xếp đội hình sẽ giúp cho mình giành chiến thắng trong những cái trận đấu leo rank sắp tới. Đó, như các bạn thấy thì đội hình năm nay cái heo mang tới là đội hình Pháp Sư Luyện Rồng. Thì như các bạn cũng biết thì Luyện Rồng ở cái meta hiện tại nó khỏe và Pháp Sư con Vladimir nó cũng được buff cho nên nó cũng rất là khỏe. Cho nên chúng ta sẽ dễ dàng được top 1 thôi. Có nghĩa là đội hình này leo top và chắc chắn vào được top đó. Nhưng mà được top 1 hay không là cũng do cái lối đánh của mình cũng như là cái chiến thuật từng cái giai đoạn để mà mình có thể giành chiến thắng một cách thuyết phục nhất. Còn bây giờ thì là thời gian của các bạn để theo dõi cái trận đấu mà cá heo đã chơi, cũng như là các bạn có thể tham khảo, cứ nghĩa là từng cái diễn biến chúng ta sẽ có những cái chiến thuật nào, rồi chúng ta sẽ bỏ trang bị gì cho cái tướng nào, ví dụ vậy đó. Còn bây giờ thì get go. Yeah.
Thank you.